Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ ở Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi buổi sáng lúc 9 giờ sáng giờ California, tức là 11 giờ trưa giờ Houston, Texas, thì chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Và trong chương trình thảo luận của chúng ta ngày hôm nay vẫn tiếp nối cái chương trình ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì tôi đã có phân tích về cái phản ứng của chính quyền Hà Nội đối với lại cái biến cố nổ súng ở tại Đắk Lắk và tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũng như là trụ sở công an. Và quý vị, ngày hôm nay thì báo chí Cộng sản Việt Nam lại thêm tin tức mới. Tuy nhiên chỉ có báo chí tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam mới được đăng mà thôi. Những quý vị nào mà share những cái tin tức hoặc là những cái clip nào đó mà không phải là thuộc cái báo chí Cộng sản Việt Nam, quý vị có thể sẽ bị thẩm vấn, bị phạt vạ, thậm chí bị truy tố về cái tội phát tán thông tin xuyên tạc đối với nhà nước. Cho nên ở trong Việt Nam quý vị cẩn thận nha. Tại vì ngày hôm nay ít nhất có 2 người đã bị phạt vạ rồi. Và phạt vạ mới là nhẹ thôi. Còn có những người khác mà share ra những cái tin tức nào, những cái tin tức mà liên quan tới vụ Đắk Lắk mà không nằm từ ở công cái ba guồng máy tuyên truyền đó, thì quý vị có thể sẽ bị mang họa. Tuy nhiên thì quý vị, trong ngày hôm nay thì cái tin tức của báo chí Cộng sản đăng là họ bắt tới 45 người rồi quý vị. Thứ nhất là một lát mình sẽ đặt câu hỏi về con số này. Thứ hai là không những là tướng công an, bây giờ các đoàn thể ở trong cái guồng máy cai trị nằm dưới sự điều khiển của Mặt trận Tổ quốc và Đảng Cộng sản đã liên tục tới Đắk Lắk để hủy lạo tinh thần gia đình của những tên công an đã bị bắn chết hoặc là những tên cán bộ đảng viên đã bị bắn chết. Quý vị, hành động này cho quý vị thấy cái gì? Sự sợ hãi, giống như tôi nói ngày hôm qua, sự sợ hãi của chế độ cai trị. Sợ hãi thứ nhất không phải là do người dân bắt đầu có những cái mạnh mẽ hơn. Thực thì quý vị, cái guồng máy cai trị đó dư sức nó trấn áp. Nó dư sức trấn áp những cái biểu tình hay là những cái phản ứng của người dân. Điều này thì là cái đảng cai trị nó chưa quan tâm lắm đâu. Không phải là nó không quan tâm mà nó chưa quan tâm lắm đâu. Điều nó quan tâm nhất là những kẻ đang đóng góp cho guồng máy cai trị. Tức là lực lượng công an, lực lượng cưỡng chế và lực lượng phường đội. Đây là những cái lực lượng mà cái đảng cai trị sử dụng để bảo vệ cho chế độ. Và cái vụ mà chết của các tên công an và cán bộ này đã khiến cho cái lực lượng này bắt đầu hoang mang, sợ hãi và tránh né công việc. Tức là bây giờ mà biểu đi cưỡng chế, nhiều kẻ sẽ tìm cách thoái thác, tức là viện cớ này cái kia để thoái thác. Bởi vì sao? Không muốn mang sinh mạng của mình đi làm một cái viên gạch lót đường cho sự giàu sang của các đảng viên cao cấp và các gia đình của những đảng viên sếp, những ông sếp của mình. Lúc nào càng lúc thì cái biệt thự nó càng dày, và trong khi đó thì chính mình phải làm lương ba cọc ba đồng để đi làm cái công việc này, và cuối cùng lãnh hậu quả bị dân ghét cũng là mình, mất đi sinh mạng cũng là mình. Do đó cái lực lượng này bây giờ đang bị khủng hoảng rất là lớn. Bởi vì tôi đã nói với quý vị, lực lượng này nó dựa vào cái cơ chế cai trị. Nó hoành hành, nó ác bá, nó là cường hào, nó đàn áp và nó rất là dã man đối với những người dân địa phương. Nhưng khi mà người dân bắt đầu phản ứng mạnh bạo hơn, thì quý vị, mà mạnh bạo tới mức mà có những tên đã bị bỏ mạng trong cái vụ này, thì nó sẽ ảnh hưởng tới dây chuyền và nó cái hiệu ứng domino của nó sẽ lan rộng ở trong cái lực lượng công an, lực lượng cưỡng chế, đặc biệt là áp lực từ gia đình nữa quý vị. Những người mà bình thường đó mà muốn cho con vào công an để có một cái bảo đảm về đời sống đó, thì bây giờ họ đâm ra họ sợ hãi, không biết ngày nào con mình mất mạng. Và thứ hai
là cái thành phần mà sử dụng cái nghề công an với lại cái nghề đi cưỡng chế đó quý vị, là một cái công cụ đe dọa những người khác. Thì bây giờ sợ hãi thấy rằng là khi bỏ đám đông ra, bỏ cái cơ chế chính quyền ra, còn có một mình họ ở trong một cái đồn công an vài ba đứa hoặc là một cái trụ sở, thì nó trở thành sinh mạng, nó trở nên mong manh hơn trước cái làn sóng bất mãn giận dữ của người dân. Quý vị, tình hình này tôi chưa biết là nó có lan rộng hay không, nhưng điều mà tôi đang biết chắc chắn là trong cái guồng máy cai trị rất lo sợ. Nó lo sợ không phải vì người dân phản kháng, mà nó lo sợ vì cái hệ thống bảo vệ cho chế độ, tức là công an và lực lượng cưỡng chế, bây giờ đang rất sợ hãi, tại vì họ không biết ngày nào họ bị mất mạng. Thì quý vị, đôi lúc trong xã hội quý vị có những hành động mạnh bạo, nó sẽ khiến cho cái chế độ cai trị và những tên quan chức địa phương trở nên giống như là con mèo hơn, thay vì nó phùng mang giống như một con cọp, một con beo, thì bây giờ nó sẽ trở nên mềm dẻo hơn. Chắc chắn trong vài ngày nữa thì cái hệ thống tuyên truyền của Cộng sản sẽ đưa ra những cái lý do mà họ cho rằng là những người này là khủng bố, những người này là cái gì đó, thì có thể nó đưa ra những cái lý do để mà nó biện minh cho cái sự bất mãn của người dân. Và giống như tôi phân tích ngày hôm qua, quý vị, nếu chỉ là một cái cuộc xung đột về mang tính chất cá nhân đó, thì họ không tấn công vào trụ sở công an, họ tấn hay là cái trụ sở của ủy ban nhân dân, họ tấn công vào nhà riêng của cán bộ. Nếu đó là xung đột cá nhân, nếu đó là xung đột cá nhân, họ bất mãn cái những cá nhân, những tên cán bộ đảng viên này, họ có thể xông vào nhà riêng của những tên cán bộ để họ xả súng mà. Nhưng đằng này quý vị, họ tấn công trực tiếp vào đồn công an, họ tấn công trực tiếp vào trụ sở ủy ban nhân dân, có nghĩa là cái chính sách và cái sự đàn áp cũng như cái sự bức hại từ những tên quan chức địa phương cấu kết với nhau thành một cái hệ thống, và người dân ở khu vực này bất lực. Họ bất lực là họ không thể làm gì được hết, ngoại trừ cái vấn đề phản kháng vừa rồi. Thì quý vị thấy là họ bất lực là bị sao? Tất cả cái hệ thống cai trị nó cấu kết với nhau từ ban ngành này qua tới ban ngành kia, kể cả lực lượng công an. Cho nên những người dân ở đây họ cảm thấy bất lực, họ không tấn công vào các cái nhà riêng của cán bộ đảng viên, mà họ tấn công trực tiếp vào cái trụ sở của cái đảng cai trị. Thì quý vị thấy rõ ràng này, quý vị, vụ này rõ ràng là cái sự bất mãn của người dân đã lên tới cùng cực. Cái sự bất mãn của họ đã lên tới cùng cực rồi, và căn cứ theo báo chí Cộng sản đăng và theo cái lời của công an đưa ra, họ bắt giữ 45 người. Thì quý vị, bây giờ mình đặt ra hai trường hợp đi. Hai trường hợp đi quý vị. Trường hợp thứ nhất là giống như Cộng sản đăng, tức là 45 người này có liên can tới cái biến cố trên. Như vậy thì tại sao số lượng lại đông như vậy? Câu hỏi đặt ra, số lượng người can dự vào cái vụ mà tấn công này lại đông như vậy. Vậy thì nó là cái gì? Tại sao những người này lại liên kết với nhau và có những cái gọi là những cái cuộc tấn công, và bây giờ họ bị bắt giữ? Nếu thật sự giống như báo chí Cộng sản đăng và công an đưa ra, nếu mà chúng ta phân tích theo chiều hướng này, rõ ràng là cái sự bất mãn nó lan rộng trong công chúng rất nhiều. Ok. Còn nếu như chúng ta đặt ngược lại là công an vì e ngại là sẽ bị làm thịt bởi các quan chức ở Hà Nội và sợ trách nhiệm, cho nên gặp người nào hốt người đó. Tức là cứ ai thấy ai nghi nghi chút xíu, mặc đồ rằn ri chút xíu là hốt vô, rồi cái gán cho cái tội là có liên quan tới cái vụ và cái biến cố nổ súng này. Thì quý vị, thì đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta nói tới, có nghĩa là cái lực lượng công an địa phương nó chủ quan, nó ỷ thế vào cái chế độ cai trị, không ai dám làm gì, cho tới khi biến cố xảy ra thì nó mới thấy sự lỏng lẻo trong cái cơ chế cai trị của nó, đặc biệt là cái lực lượng công an. Cho nên bây giờ phải đi hốt tất cả mọi người để có cớ ăn nói với Trung ương, tại vì Trung ương bây giờ đang quan tâm vụ này lắm, nó sợ cái vụ này nó lan rộng ở những nơi khác, đặc biệt là ở Thủ Thiêm nè, vườn rau Lộc Hưng nè, rồi cái vụ Đồng Tâm. Quý vị còn nhớ cái vụ Đồng Tâm cách đây không lâu mà ông Kình đã bị bắn chết chưa? Thì cái mối hận đó trong gia đình người ta vẫn còn.
thì quý vị, nó có thể bùng phát trở lại và là, thậm chí là nó lan rộng qua những nơi khác nữa. Và lúc này thì người dân nói rằng ồ, mạnh bạo một chút mà có giá trị hơn là bây giờ cứ lang thang lết hết, đeo cái băng rôn đi đòi nhà đất đòi đai. Thì quý vị, đôi lúc cái hành động của những người thiểu số ở khu vực này lại tác động, do đó đám trung ương rất sợ. Bây giờ mà quý vị, tôi bảo đảm với quý vị nha, những người mà đeo băng rôn ở trước nhà Nguyễn Phú Trọng hay là trước nhà của Nguyễn Xuân Phúc trước đây, rồi bây giờ tới phiên Phạm Minh Chính hay là Võ Văn Thưởng đó, lập tức là sẽ có cán bộ ra hỏi thăm liền. Ồ, các cụ cần gì, các cụ làm gì? Tại vì sao quý vị? Nó sợ một ngày nào đó các cụ, các những người mà đeo băng rôn đó cứ chặn đường hoài mà đại biểu quốc hội cho tới cán bộ nó bỏ mặt, thậm chí nó còn cho công an đuổi đi nữa. Thì quý vị, lần này có thể sẽ có những cái phản ứng khác hơn. Tại vì tất cả những tin tức này được loan truyền, bây giờ Cộng sản có đè lại định hướng dư luận ở trên mặt báo chí tuyên truyền, thì trên mạng xã hội người ta vẫn quan tâm tới cái việc mà ở bên ngoài nhìn việc này như thế nào. Và bằng chứng là quý vị, rất là rõ ràng trong cái channel của tôi, từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay, cái lực lượng dư luận viên nó tràn vào khủng khiếp luôn. Nó tràn vào khủng khiếp luôn, là khiến cho mấy đứa em tôi phải delete mỗi tay luôn. Là bởi vì những tên này nó vô, nó gây loạn cái trang của tôi mà. Nó cố tình tung những cái tin giả, nó cố tình dùng những cái từ ngữ mất dạy để nó phá cái trang của tôi. Và nó được lệnh từ ban tuyên giáo, nó được lệnh từ cái lực lượng gọi là không gian mạng, tác chiến không gian mạng. Và ngay cả lực lượng này cũng xuất hiện ở trong cái trang của tôi luôn. Ngay cả lực lượng này cũng xuất hiện trong trang của tôi. Có nghĩa là nó có hai chiến dịch. Một chiến dịch ở trong nước là nó trấn áp bất kỳ một ai nhắc tới cái biến cố Đắk Lắk mà không phải theo cái quan điểm của chế độ cai trị hay báo chí tuyên truyền thì nó sẽ là làm thịt ngay. Và cái thứ hai là nó tung hàng ngàn những dư luận viên mà ở trong đó nó gọi là tác chiến không gian mạng đó, để bắt đầu xâm nhập vào tất cả những cái trang YouTube, những cái trang Facebook ở hải ngoại để nó mở chiến dịch tấn công. Tấn công đây là gì quý vị? Thứ nhất là nó chơi trò report. Thứ hai là nó dùng những cái ngôn ngữ gọi là đầu đường xó chợ để phá dơ cái trang của quý vị. Và thứ ba, nó tung tin giả ở trong cái trang của quý vị, ở trong cái trang của tôi để mà nó gây nhiễu thông tin. Thì quý vị, đây là cái chiến lược của cái đám gọi là tác chiến không gian mạng đang tấn công ở bên ngoài này. Không những trang của tôi, nhiều trang YouTube khác ở ngoài này cũng đang bị cái đám dư luận viên này tấn công dữ dội lắm. Nhưng mà cái trang của tôi xưa nay tôi giữ rất là kỹ. Các em quản trị cái trang của tôi rất là cẩn thận. Những cái nào cà chớn là nó cho đi hết luôn. Bởi vì cái trang của tôi không có giống những trang khác. Cái trang của tôi á là tôi cần những người nghe những thông tin thiết thực. Chứ tôi không cần cái loại khán giả mà đi dạo một vòng, ghé ngang qua coi xong rồi đi chỗ khác. Thì cái loại khán giả mà đi dạo này á, nó không thích phù hợp với lại cái trang của tôi. Cho nên những loại này á, mà đi ngang vô mà nói một vài câu là tôi block luôn. Các em quản trị cái trang của tôi nó block luôn tại chỗ luôn. Do đó quý vị, đám này thì không có làm gì được trang của tôi. Tuy nhiên, một số những trang YouTuber ở hải ngoại, những trang khác đó, họ thiếu cái phần này đó. Thì bây giờ quý vị đọc comment là nó loạn hết trơn luôn. Cãi qua, cãi lại, chửi bới. Rồi cuối cùng nó trở thành một cái diễn đàn rất là dơ. Thì quý vị, cái này là mục đích của những kẻ cai trị trong nước. Một mặt nó trấn áp tất cả những ai trong nước nhắc tới chuyện này mà không theo quan điểm của chế độ cai trị. Một mặt khác ở ngoài thì nó tung cái mạng lưới dư luận viên, tức là tác chiến không gian mạng, để nó gây nhiễu thông tin. Thì quý vị, đây là cái phản ứng một cách sợ hãi của chế độ. Tại vì nó rất sợ. Một phần nó sợ cái vụ này lan rộng ra ở trên toàn quốc. Một phần khác, điều nó sợ nhất là cái lực lượng bảo vệ chế độ đang hoang mang và run sợ. Tại vì chính họ là những người đã bị buộc phải đi cưỡng chế, đã bị buộc phải làm những cái chuyện gọi là tôi gọi là gì? Vô lương tâm, tức là thiên thương hại lý. Và chính vì vậy, bây giờ họ thấy rằng sinh mạng của họ đang bị đe dọa bởi chính những người dân họ đàn áp. Bởi vì những tên cán bộ đảng viên có bao giờ bị đe dọa đâu. Những tên cán bộ đảng viên cấp cấp lớn đó,
thì nó đâu có bị đe dọa đâu quý vị. Cuối cùng những thành phần cắt ké ở dưới thì sinh mạng bây giờ bị mang ra, bị mang ra và bị đe dọa. Bởi vì quý vị, khi mà người ta sử dụng tới cái bản năng con người để người ta phản ứng, thì quý vị, những kẻ lãnh đạn đầu tiên là những kẻ này. Cho nên cái lực lượng này bây giờ nó run sợ lắm. Và cái đảng cai trị nó biết rõ điều này. Do đó bây giờ nó tăng cường rất nhiều tới quỷ lạo an ủi gia đình của những nạn nhân. Thật sự nó không an ủi những gia đình này, nó tới để nó trấn an những gia đình khác. Những gia đình mà có những người làm trong ngành công an, hay là làm trong ngành lực lượng cưỡng chế, hay là nằm trong cái lực lượng phương đội đó quý vị, là nó củng cố những người này. Nhưng kết quả quý vị, người ta thấy rõ ràng. Nhất là những đè kẻ đang làm trong ngành công an và phường đội hay lực lượng cưỡng chế. Lúc mình chết xuống một cách oan ức như vậy, thì cuối cùng là gì? Nhận được một tấm giấy dán lên tường thôi. Nhận được một tấm giấy dán lên tường là giá trị sinh mạng quý vị chỉ là tấm giấy đó thôi. Chả có cái gì khác hết. Gia đình có được hưởng gì không? Gia đình có được bồi thường vài tỷ đồng không? Gia đình có được cấp nhà cửa để ở trị giá vài tỷ hay vài chục tỷ không? Trong khi đó, sinh mạng của những người này thì bấp bênh. Cuối cùng là cái gì vậy? Nó tới nó cầm tờ giấy bằng khen, nó trao lên, cầm tờ giấy đó xong về không biết dục thùng rác hay dán lên tường nữa. Trong khi mình mất đi thân nhân, mình mất đi người thân của mình. Cuối cùng cái người trong gia đình nói: con làm nghề này, bây giờ con chết đi, cái chế độ này nó làm gì được cho con đây? Nó làm gì được cho gia đình của con đây? Hay nó tới nó nói vài câu an ủi, xong rồi nó thí cho một tấm giấy. Quý vị, suy nghĩ kỹ lại, nhất là những người làm trong cái ngành công an và những người làm trong cái ngành phường đội hay là những người làm trong cái lực lượng cưỡng chế, quý vị phải suy nghĩ lại. Lúc mà quý vị nằm xuống, quý vị bị chết một cách tức tử như vậy, thì gia đình quý vị có được cái gì? Có được cái mối làm ăn trị giá bạc tỷ không? Có được cấp nhà bạc tỷ không? Hay là có được bồi thường sinh mạng cho người thân mình bạc tỷ không? Hay là chỉ là một tấm giấy, gọi là tấm giấy giống như một cái giả rách thôi? Suy nghĩ cho kỹ. Và chính điều này là cái điều sợ hãi của cái guồng máy cai trị hiện nay. Nó sợ cái tâm lý hoang mang ở trong cái lực lượng bảo vệ chế độ. Thì tôi từng nói với quý vị, ở trong Việt Nam, cái lực lượng bảo vệ chế độ là công an, rồi sau đó là quân đội. Quân đội thì nó an vị trong cái phần kiếm ăn của nó rồi, nó không xen vào chuyện dân sự. Nội mà kiếm ăn ở bên cái lãnh vực đó không, là không đủ cho nó xài, không đủ cho nó có giờ để mà quan tâm chuyện khác rồi. Thì quý vị, cái lực lượng tiếp xúc trực tiếp với người dân bây giờ là lực lượng công an, lực lượng cưỡng chế. Và quý vị, tình hình này nếu mà nó tiếp tục nó xảy ra ở Đồng Tâm, ở Lộc Hưng, ở Thủ Thiêm, thì chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp? Tôi thì quý vị, mấy từ hôm qua tới hôm nay có một số những tên YouTuber thổ tả ở ngoài hải ngoại đó kêu gọi người dân biểu tình. Nó đang xuống quý vị đi chết đó. Tự nhiên bây giờ đi xuống đường biểu tình để làm mồi cho công an hả? Tại sao phải đi biểu tình làm gì? Cứ làm theo những người mà thượng đó là an toàn nhất. Và có uy thế và có cái tính chất gọi là răn đe nhất. Tức là công an. Quý vị càng áp dụng cái này, quý vị càng, nó càng sợ. Nhưng nếu mà chỉ tấn công vào trụ sở đồn công an đó, hay là trụ sở của ủy ban đó, thì bây giờ nó tăng cường cái mạng lưới an ninh dữ lắm. Quý vị sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà bây giờ cứ tới mấy cái biệt phủ làm là thoải mái. Nhất là những cái biệt phủ mà quý vị, bây giờ quý vị muốn mà vượt qua sợ hãi dễ lắm. Quý vị chỉ cần tới đó, đứng ngắm chừng nửa tiếng đồng hồ cái biệt phủ của nó. Xong rồi quý vị nghĩ tới tình cảnh của mình. Vác băng rôn, đeo tất cả những cái khẩu hiệu từ trên xuống dưới, lang thang lết thết ngoài Hà Nội để đi đòi đất. Trong khi đó, biệt phủ của các quan chức nó mọc lên như nấm. Quý vị đứng đó, quý vị thấy nó xây biệt phủ trong khi quý vị phải đi đòi đất, đòi không xong nữa. Chỉ cần như đó thôi, quý vị sẽ có cái can đảm khác. Quý vị sẽ vượt qua được cái sự sợ hãi.
Và quý vị biết phải làm gì? Bởi vì kẻ sợ không phải quý vị. Tôi đã nói quý vị, trong một xã hội, nhất là những cái xã hội, những người càng có tiền càng sợ. Còn những người không còn gì để mất, thì không có gì để sợ hết. Trong xã hội, thằng giàu sợ thằng nghèo. Chứ thằng nghèo không sợ thằng giàu. Nếu quý vị cô đơn một mình, thì sợ những thằng giàu lắm. Nhưng khi quý vị dùng một cái phương pháp khác để giành lại tài sản của mình, thì lúc đó thằng giàu sợ thằng nghèo. Bây giờ đám cán bộ đảng viên sợ nhất là mất chức, sợ nhất là nó trở thành mục tiêu của quý vị, và sợ nhất là tài sản tụi nó sẽ bị phá hủy. Do đó bây giờ cái thành phần sợ không phải là quý vị, mà chính là những kẻ nằm trong guồng máy cai trị đó. Nó sợ lắm. Bây giờ mới là tấn công trụ sở công an thôi. Ai bảo đảm sau này tới phiên các biệt phủ sẽ bị, tới phiên các cái nhà của cán bộ đảng viên sẽ bị. Tại vì khi người dân mà họ nổi giận lên rồi đó quý vị, họ chưa có suy nghĩ cặn kẽ giống như là những người thượng vừa rồi. Và họ sẵn sàng xả xú bắp, tức là xả cái cơn bất mãn của họ, thì họ có thể nhắm vào bất kỳ một vị trí nào, kể cả nhà riêng của cán bộ. Thì quý vị, chuyện này đôi lúc đã xảy ra đôi ba lần. Nhưng mà lúc đó nó chưa phải là lớn, quý vị còn nhớ không? Có đôi ba lần, nhưng mà nó chưa phải là lớn lắm. Còn bây giờ quý vị, cứ cái kiểu này mà quý vị làm, rất là dễ. Bom xăng cũng được nữa. Không cần thiết là phải đi kiếm vũ khí đâu. Mất công quý vị lại vướng vào những cái chuyện gọi là đi buôn vũ khí hay cái chuyện nữa, mất công phiền lắm. Bom xăng là dễ nhất. Và cái đó là tiện nhất. Quăng một phát xong không ai biết hết. Là đủ cho đám cán bộ đảng viên này sợ rồi. Tại quý vị đâu có muốn gây hại mạng người đâu. Quý vị vẫn còn lòng nhân bản. Quý vị vẫn còn cái tinh thần của con người. Quý vị không giống như Cộng sản. Cộng sản có thể bất chấp sinh mạng của người khác. Nhưng mà quý vị là những con người bình thường. Quý vị đâu có muốn sát nhân đâu. Đúng không? Nhưng mà những trái bom xăng này, nó vô tận nhà những tên cán bộ, những cái biệt phủ đó quý vị, nó sẽ ra một màu khác. Nó sẽ ra một cái màu khác đó quý vị. Không cần thiết phải giống như Đoàn Văn Vương, hay là không cần thiết giống như là cái những người vừa rồi bị bắt. Quý vị, đây là cái cách hay nhất và cái tốt nhất. Quý vị có được hình ảnh, tôi đã nói quý vị rồi, có được hình ảnh đừng bỏ lên mạng xã hội. Quý vị bỏ lên là nó dí quý vị liền. Quý vị cứ gửi cho những người quý vị tin tưởng ở ngoài nước Việt Nam thôi. Những người đó sẽ tự động phát tán những cái video ra, không cần quý vị phát tán. Họ sẽ phát tán cái video đó ra, họ sẽ gửi cho tất cả những chính trị gia ở khu vực của họ sinh sống, để họ cho thấy cái tình cảnh trong Việt Nam như thế nào. Và quý vị, điều này nó sẽ tác động rất lớn. Không cần thiết phải làm những cái liều lĩnh đó làm chi. Liều lĩnh như vậy quý vị, bây giờ mà đi xuống đường biểu tình, xong rồi công an nó được chạy cót cờ, chả làm được cái gì hết. Tôi đã nói với quý vị rồi, là một cái xã hội khi mà cái chế độ cai trị, nó dùng bạo lực để chiếm quyền cai trị, quý vị đừng nằm mơ là sẽ đấu tranh ôn hòa được. Càng đấu tranh ôn hòa, càng làm mồi cho những tên này thôi. Trong một xã hội mà cái kẻ cai trị nó cướp quyền bằng bạo lực, thì chỉ có cách đó quý vị mới lấy lại được tất cả tài sản của mình. Chỉ có cách đó mới lấy lại được tài sản của mình thôi. Và tôi nói quý vị rồi, nó cướp một cách gọi là từ thế hệ này qua thế hệ khác mà. Nó viết trong hiến pháp đó. Đất đai của toàn dân, nhà nước quản lý đảng lãnh đạo. Có nghĩa là đất đai đó là nó có thể cướp từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bây giờ quý vị xây cái nhà rất đẹp, xong vài năm sau cái tên khác nó lên nó ăn không được. Nó nói, ô, cái nhà này nằm trong quy hoạch. Nhà nước phải trưng thu đất đai. Rồi quý vị mất trắng luôn. Nó trả giá bèo, không bán cho nó, không bán cái quyền sử dụng đất đai cho nó, thì nó cho lực lượng cưỡng chế tới. Thì quý vị, đây là cái giá quý vị phải trả. Nếu như mà quý vị tiếp tục gọi là đấu tranh bất bạo động, đeo băng rô đi lết thết lang thang ở ngoài Hà Nội. Thật sự tôi nói quý vị là cái xã hội Việt Nam cuối cùng cũng sẽ đi tới tình trạng này. Không sớm thì muộn thôi.
Tại vì sao? Khi mà con người không còn gì để mất, người ta hết sợ hãi. Khi không còn gì để mất nữa thì người ta hết sợ hãi. Nhất là những người ở miền thượng. Các vị nghĩ đi, từ bao nhiêu năm nay cái văn hóa của họ là rừng. Cái văn hóa của họ là sống với rừng, sống với rừng núi. Bây giờ rừng nó đốt mẹ nó hết trơn rồi. Nó đốn đi, nó lấy gỗ, nó bán sạch sẽ hết trơn rồi. Người ta rút vô sâu thì nó càng rút vô sâu, nó càng đốt tới đó. Họ mất sạch hết rồi quý vị. Cho nên những người thượng, họ chỉ có cái cách là liều mình thôi. Nhưng cách liều mình này của họ thì cái giá trả của họ khá đắt. Đương nhiên Cộng sản sẽ dùng án tử hình để mà răn đe người khác. Thì tôi nói quý vị, có những chuyện quý vị không cần gây hại nhân mạng đâu, nhưng đủ gây sợ hãi cho vợ con tụi nó rồi. Đủ gây sợ hãi cho gia đình tụi nó và vợ con tụi nó rồi. Khi mà nó bắt đầu có những cái hành động gọi là bức hại quý vị. Quý vị nhìn đi, những cái biệt phủ đó là xương máu của ai? Tiền ở đâu ra mà nó xây biệt phủ tới mức như vậy? Nói thiệt nha, những cái tòa lâu đài nó xây đó, nó còn khủng khiếp hơn bên Mỹ chúng tôi ở nữa. Nó còn khủng khiếp hơn bên Mỹ chúng tôi ở nữa. Tiền ở đâu ra vậy quý vị? Do đó, cái bài nói chuyện này cho quý vị thấy là bây giờ cái chế độ đang sợ hãi là cái chế độ cai trị quý vị. Chứ không phải bản thân quý vị nữa. Những kẻ đó còn sợ hơn quý vị. Chính vì nó sợ quá, cho nên bây giờ nó bắt đầu nó bắt tùm lum hết. Nó làm đủ mọi cách để nó bảo vệ cho cái quyền lực cai trị của chế độ. Và đây là cái dấu hiệu cho quý vị thấy rõ nhất sự suy kém, yếu kém và bất lực của cái chế độ này. Nó không làm gì được hơn. Nó chỉ dùng bạo lực để trấn áp thôi. Càng dùng bạo lực, nó càng bộc lộ cái sự yếu kém của nó. Và sự sợ hãi của nó. Quý vị chỉ cần đứng ở góc nhìn bình tĩnh một chút xíu, quý vị sẽ nhìn ra. Đó, bây giờ là nó tăng cường cái việc gọi là đi quỷ lạo những cán bộ đảng viên đã bị chết đó. Thì quý vị cho thấy rằng nó đang củng cố tinh thần của những kẻ còn lại trong cái guồng máy cai trị. Và đặc biệt là những kẻ đang đóng vai trò bảo vệ cho chế độ cai trị. Nó không muốn những người này có suy nghĩ khác. Tại vì những người này có suy nghĩ khác là cái chế độ đó sẽ rung lên ngay. Nó sợ nhất lực lượng này là cái lực lượng bảo vệ chế độ bị tan rã. Quý vị, chính điều này mà nó làm cho quý vị cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tôi thì tôi vẫn quan điểm là kiến thức làm cho quý vị mạnh mẽ hơn. Nhưng đôi lúc trong xã hội thì quý vị, máu liều nó cũng là một cái động cơ tốt cho quý vị. Nhưng mà liều như thế nào để mình còn có cái đường mình biến mất nữa. Chứ đừng có liều theo kiểu giống như là làm một cú rồi tính. Có tùy theo cái giá trị của quý vị và tùy theo cái sự cân nhắc của quý vị thôi. Nhưng hiện nay thì cái chế độ cai trị nó đang run sợ. Và càng run sợ, nó càng trấn áp một cách dã man hơn. Và điều này quý vị đã thấy ra, công an lên báo đó, 45 người bị bắt. Tức là nó ra ngoài nó hốt hết người nào, nó nghi ngờ là nó bắt vô hết. Tức là nó đang bày tỏ cái sự sợ hãi của chế độ. Sự sợ hãi của những kẻ cai trị. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!